Con kính hành lễ sư. Dạ. Con kính hành lễ sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Như hôm qua sắm cái vô học. Dạ, hồi xưa con đi sắm hối ạ. Hôm qua là rằm cho nên sắm hối thì chi. Và lớp cũng dán dán có được tử thì sắm hối. Vâng. Dạ, hồi xưa con nghe bài ngại của Trân chát lên ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ của cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Và đến giờ lớp, xin mời tất cả quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta cùng hướng tâm về thời kinh Tâm Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tâm Bảo. Sakye kame charu pe ri si karata te chan tali khe vimane di pe ra te chagame taru anagahane ye hawa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gam tha pa na ga ti than ta san ti ke yang muni wara wajanang sa tha wo me su nan tu thamma savana kalo ayam phadanta thamma savana kalo ayam phadanta thamma savana kalo ayam phadanta nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyammi buddhang saranang gacchami tutiyammi dhammang saranang gacchami tutiyammi sanghang saranang gacchami tatiyammi buddhang saranang gacchami tatiyammi dhammang saranang gacchami tatiyammi sanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisaddhammasa Ratisattha deva manusanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamang yena vandeham badabang som varuttamang Buddhe yo khalito do so buddho kamatu tang mamang so akato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo vinyo hitinathi me saranang anyang thammo me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamang yena vandeham dhammam ca duittham warang thamme yo khalito doso thammo khamato tang mamang
Subhati bano phagavato sa vakasangho ujubhati bano phagavato sa vakasangho nye yabhati bano phagavato sa vakasangho sa mi jibhati bano phagavato sa vakasangho yadidang chattari burisa yugani atha burisa bungala Esa phagavato sa vakasangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anchanikaraneyo anuttarang bunyang khetang lokasatinathi me saranang anyang sangho me saranang varang etena sacavacchena hontu me Jaya mangalang uttamang yena vandehang sanghan jaduvithottamang sankheyo khalito doso sankho khamatutang mamang vandami jaitiyang sabbang sabbathane subhatithitang saririkathatu mahabhutin buddharubang Sakalang sada sambute atawi sanja dwada sanja sahasake panja sata sahasani namami sirasaha te sang dhammanja sanghanja adare na namami ha namakara nufawe na hanto sabbe ubadawe Aneka antaraya pivinasantu asesato sambuthe pancha panya sancha chatuvisati sahasake tasata sahasani namami sirasa ahante sanghammancha sanghai cha adarena namami hang namakara nufave nahanto asabbe ubadave Aneka antaraya pivinasantu asesato sambuthe navuttarasate atha chattali sasahasake visati satasahasani namami sirasaha te sang dhammanja sanghanja adarena namamiham namakara nufave nahanto sabbe ubadave Aneka antaraya pivinasantu asesato sabbe purathi maya disaya satta avera sukhi hotu sabbe purathi maya disaya satta avera sukhi hotu sabbe dakhina Yadi saya sata awera sukhi hodu sape dakhina Yanudi saya sata awera sukhi hodu sape pachima Yadi saya sata awera sukhi hodu sape pachima Yanudi saya sata awera sukhi hodu sape utara Yadi saya sata awera sukhi hodu sape utara Yanudi saya sata awera sukhi hodu sape uparima Yadi saya sata awera sukhi hodu sape hetima Yadi saya sata awera sukhi hodu sape sata awera hodu sukhi ta hodu Nidukha hontu abhyapaccha hontu anikha hontu dikha yuga hontu agogya hontu sampatehi samicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta janik dukha faya patta janik faya soka patta Jani soka hontu sape pipanino Agasatha jafumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu sasanang Agasatha jafumatha dewanaga mahitika
ca bồ nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu no ga ru akasatha cha phom ma tha de wa na ga mahitika bồ nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu nha ta yo akasatha cha phom ma tha de wa na ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha de wa na ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu no sa da i đăng wa ta no bồn nhang asawa khaya wa hăng hôn tu anagate ka le Sa thú. Dạ thời kinh Tam Bảo đã xong rồi. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic giảng tiếp đại học cho chúng con. Xin kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Tham Mạng Giả. Nam mô Sang Thầy Giả. Xin chào các học viên. Thì hôm nay thì lớp chúng ta sẽ học bài số 8 ha. Bài số 8 là đại mộng nhất. Mình sau phần đoạn lịch sử, một đoạn lịch sử ngắn, thì phần quan phạm chúng ta có quan hệ đại danh từ, rồi tàn từ chỉ thể cách. Vậy chúng ta xem phần đoạn lịch sử rồi để chúng ta đọc từ vựng. Từ bỏ khổ hạnh, Đức Bồ Tát đi vào làng và thị trấn để thực một cách điều đặn và khỏi dùng vật thực theo thông thường. Lúc bây giờ sức khỏe của Ngài đã được phục hồi lại như trước. Vào rạng sáng ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, khi Bồ Tát chưa giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, có tất cả năm đại mộng đã hiện ra. Đại mộng thứ nhất, Bồ Tát thấy quả đất này là chiếc giường lớn, khi Mã Lập Sơn, vua của các loài núi là gối và ngài nằm trên chiếc giường và gối ấy, riêng hai tay thì tay trái đặt trên biển phía đông, tay phải đặt trên biển phía tây và hai chân đặt trên biển phía nam. Điềm báo này cho Bồ Tát biết rằng ta sẽ được chứng, ta sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Nga từ vựng: Ahara, Pakati, Aruya, Yathapurang, Unami, Diwasa, Sapa, Mahasupina, Patawi, Imawantu, Dakhina, Hatha, Wamahatha, Samudha, Burakima,
Kuratima Dita Pachima Dita Dakina Dita Api Sampu Chati Anuttarak Sama Sampu Thi ở đây mình còn một vài lần đây khi qua sau khi từ bỏ tập phát chấp năng sự thực hành khổ hạnh pindaya charati thì khắc thực gama nigama là mạc và thiệt tránh giá nào sắp mang một cách điều đặn phun chất tí an ahara vật thực phát chất tí bình thường thông thường arun giác sức khỏe giác à phụ rằng như trước unami đi quan sát ngày rằm sắp phát tất cả maha supina đại mộng bát thọ vi đất quả đất khi mà quan tu khi mã lập sơn đa khi mahatha tay phải qua mahatha tay trái samudra biển kuratima đi xa hướng đông achima đi xa hướng tây đắc khi ma đi xa hướng nam api sam puchati giác ngộ anuttara samma sambuddhi vô thường chánh đẳng giác. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để mình học bài ha. Của Phước Duyên mời lớp học bài. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ngữ vận ạ. Hít toa sau khi từ bỏ Tapacharana, sự thực hành khổ hạnh Pindaya Charati, đi khất thực Gamani Gamá, lằn mặt và thị trấn Giá và nào Samân, một cách đều đặn Phunchati, ăn Ahara, vật thực Pakati, bình thường, thông thường Arugiya, sức khỏe Yatha Purang, như trước Punami Diwasa, ngày rằm Sapa, là tất cả Maha Supina, đại mộng Patthawi, đất quả đất Himawantu, hi mã lạc sơn Dakkhina Hattha, tay phải Qua Mahattha, tay trái Samudra, biển Urathi Madisa, hướng đông Pachimadisa, hướng tây Dakkhinadisa, hướng nam Avisambuddhi, là giác ngộ Anuttara Samma Sambuddhi, là vô thượng chánh đẳng thánh giác. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số ngữ vựng ạ. Pindaya charati, đi khất thực, giá là nào, xá măng, một cách đều đặn, punchati, ăn, arok giá, sức khỏe, giá tha bu răng, như trước, punami, đi quá xá, ngày rằm, sắp bá, tất cả, maha subina, đại mộng, bathavi, đất quả đất hi má quanh tú hi mã lập sơn đắc khí ná há tá thá tay phải qua má hát thá tay trái xá mút đá biển u ra thí má đi xa hướng đông bắc chí má đi xa hướng tây đắc khí ná đi xa hướng nam áp phí sam út chá tí giác ngộ Anuttara Samma Sambuddhi, vô thượng chánh đẳng giác. Thưa sư, xin hết ạ. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số ngữ vựng ạ. Hít toa sau khi từ bỏ Tapacharana, sự thực hành khổ hạnh Bình đa giá charati, đi khất thực Gamani Gamá, làng mạc và thị trấn giá nào binh đá giá chá ra tí đi rất thực giá nào xám măng
Xá măng một cách đều đặn. Bôn chá tí ăn. A rô giá sức khỏe. Giá tha bú răng như trước. Bôn ná mì đi quá xá ngày rằm. Xá bá tất cả. Má hà số bi ná đại mộng. Bách thá quy đất quả đất. Hí má quanh tú hi mã lạp sơn. Đắc khí ná hát thá tay phải. Qua má hát thá tay trái. Xá mút đá biển. Bú rá tí má đi xa hướng đông. Bách chí má đi xa hướng tây. Đắc khí ná đi xa hướng nam. Á phí xăm bút chá tí giác ngộ. Á nút tá xăm ma xăm bô thí. Vô thượng chánh đẳng giác. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc. Hít toa là sau khi từ bỏ. Tát phát tá ra ná. Sự thực hành khổ hạnh. Kinh đa giá chá ra tí. Đi khắc thực. Gà má ni gà má. Là mặt và thị trấn. Giá là nào? Xá măng một cách điều đặn. Bun chá tí là ăn. A ha ra vật thực. Há ca tí là bình thường thông dụng. A ru giá sức khỏe. Giá tha thú răng như trước. Quân nhá vì đi quá xá là ngày rằm. Xá phá là tất cả. Má hà su bí ná đại mộng. Phá xá vi là đất quả đất. Hí má quan tú hí má lạp sơn. Đắc khí. Đắc khí ná thách thá tay phải. Và má thách thá tay trái. Sa bút đá là biển. Phú rác. Phú rác chí má đi xa là hướng đông. Phá chí má đi xa là hướng tây. Đá khí ná đi xa là hướng nam. Á bí sa bút chá chí là giác ngộ. Anuttarasma. Anuttarasma sambo chí là vô thượng chánh đẳng giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư, xin đọc ngữ vận. Hí toa sau khi từ bỏ. Tapacharana, sự thực hành khổ hạnh. Pindaya charati, đi khất thực. Gama ni gama, lạng mạc và thị trấn. Aroriya, sức khỏe. Giá thao, bố rằng như trước. Unami đi quá xá ngày rằm, sát bá tất cả, Maha Supina đại mộng, Ba Tha Quy đất quả đất, Hi Ma Hoàn Tú Hi Mã Lạc Sơn, Đắc Khi Ná Hát Thá tay phải, Qua Ma Hát Thá tay trái, Samudá biển, Bura Thi Má đi xa hướng đông, Bách Chi Má đi xa hướng tây, Đắc Khi Ná đi xa hướng nam. Aphisambhuchati giác ngộ. Anuttarasammasambodhi vô thượng chánh đẳng giác. Xin xin hết. Xin mời Phật tử Long Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ngữ vận ạ. Hí toa là sau khi từ bỏ. Tapacharana là sự thực hành khổ hạnh. Pundiya charati là đi khất thực. Gamani, Gama, Ma là làng mạc, thị trấn. Giá là nào? Samang là một cách điều đặn. Punchati là ăn. Ahara là vật thực. Pakati là bình thường, thông thường. Arogya, Arogya là sức khỏe. Giá tha pun răng là như trước. Punami đi quá xa, đi quá xá là ngày rằm. Punami đi quá xá là ngày rằm. Sắp bá là tất cả. Maha Supina là đại mộng. Pathawi là đất, quả đất. Hi Má Oanh Tú
là Hy Mã Lập Sơn. Đắc Khí Na Hát Thá là tay phải. Qua Má Hát Thá là tay trái. Samudra là biển. Purathi Madisa là hướng đông. Pachip Madisa là hướng tây. Dakhi Nadisa là hướng nam. Afisam Uchihati là giác ngộ. Anuttarasam Masambuddhi thí. Sambuddhi là vô thượng chánh đẳng giác. Nhà bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Dự Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Hít toa là sau khi từ bỏ. Tapa chá ra ná là sự thực hành khổ hạnh. Vân đa giá chá ra tí là đi khất thực. Ga má đi ga má là làng mạc và thị trấn. Giá là nào. Xá măng là một cách đều đặn. Pun chá tí là ăn. Ahara là thực vật thực. Pa cá tí là bình thường thông thường. Arogya là sức khỏe. Jatha bú răng là như trước. Punami đi quá xá là ngày rằm. Sắp bá là tất cả. Maha supina là đại mộng. Pá thá huy là đất quả đất. Hi má quan tú là Hi Mã Lạp Sơn. Đắc khí ná hát thá là tay phải. Qua má hát thá là tay trái. Xá mũ đá là biển. Pura thí má đí xa là hướng đông. Bác chí má đí xa là hướng tây. Đắc khí ná đí xa là hướng nam. Á phí sam pun chá tí là giác ngộ. Anuttara sama sam bô thí là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Con Thanh đọc không nghe được ạ. Còn ai đọc không? Dạ con. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con, kính lãnh lễ sư, con xin phép được đọc bài. Hít toa sau khi từ bỏ Tapacharana, tự thực hành khổ hạnh. Pindayacharati, đi khắp thử. Gamanikama, làng mạc và thị trấn. Arogya, sức khỏe. Yathapurang, như trước. Punya Mì đá quá xá, ngày lầm, sắp bá, tất cả. Mahasupina, đại mộng. Pathawi, đất quả đất. Hi Mã Quan Tú, Hi Mã Lạp Sơn. Dakina Hát Thá, tay phải. Qua Mã Hát Thá, tay trái. Samudra, biển. Purathima Disa, hướng đông. Pachima Disa, hướng tây. Dakina Disa, hướng nam. Abhisambuddhati, giác ngộ. Anuttara Sammasambuddhi, vô thượng chánh đẳng giác. Dạ con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng. Hittoa, sau khi từ bỏ. Tapacharana, sự thực hành khổ hạnh. Pindayacharati, đi khất thực. Gamanigama, làng mạc và thị trấn. Giá, nào. Samang, một cách đều đặn. Vunjati, ăn. Ahara, vật thực. Pakati, bình thường thông thường. Arogya, sức khỏe. Yatha bú răng, như trước. Punami đi quá xá, ngày rằm. Sappa, tất cả. Mahasupina, đại mộng. Pathawi, đất quả đất.
Hi Ma Quan Tú, Hi Mã Lạp Sơn. Dakina Hatha, tay phải. Wa Mahatha, tay trái. Samudra, biển. Purathima Disa, hướng đông. Pachima Disa, hướng tây. Dakina Disa, hướng nam. Apisambhujati, giác ngộ. Anuttara Sammasambuddhi, vô thượng chánh đẳng giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Phật tử Quang Thanh đọc vẫn không nghe được ạ. Xin lỗi gọi Phật tử khác. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Xin đọc ngữ vựng. Hi toa, sau khi từ bỏ. Ta bé chê ra né, sự thực hành khổ hạnh. Bính đê dế, chê ra tí đi khất thực. Ghe má, ní ghe má, làng mạc và thị trấn. Dế, nào. Xe măng, một cách điều đặn. Quân chế tí, ăn. A ha ré, vật thực. Bác cá tí, bình thường. Thông thường. A rơ dế, sức khỏe. Dế the bú răng, như trước. Quân né mi đi quá xé ngày rằm, sát bé tất cả. Mé hè xú bí né đại mộng, bé thái quy đất quả đất. Hi mé quanh tú, hi mẹ lạp sơn. Đắc khí né hát té, hát thé tay phải. Qua mé hát thé tay trái, xé mút đá biển. Burathi má đi xe hướng đông, Pachi má đi xe hướng tây, Đắc khí né đi xe hướng nam, Ephisem bút trá tí giác ngộ, Anuttara Sammasambuddhi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ thưa sư, đã hết ạ. Phần tiếp theo ha. Cho phần quan hệ đại danh từ. Để chúng ta xem phần cách sử dụng. Quan hệ đại danh từ hay bất định đại danh từ là tiếng dùng để thay thế cho các loại danh từ có tính cách không xác định. Ví dụ như là người ta cho câu là vô tham măng phá sát tí, tô măng phá sát tí, ai thấy phá người ấy thấy ta. Thì cái chữ vô ở đây người nào cũng là không có xác định. Hai cái danh từ là người mà nó không xác định đó là người nào, người A, người B, người C gì đó, không xác định. Hoặc là dê tăng ốc quanh này hành tí quê răng tê sang đắc xăm tí, những ai ôm ấp hận thù thì sự hận thù của người ấy không lắng dịu. Dạ. Thì ở đây cũng là chữ dê. Vậy chữ giá hoặc chữ vô hoặc chữ dê trong hai trường hợp này nó là quan hệ đại danh từ, dùng thay thế cho danh từ không xác định. Dạ. Thứ hai đó là quan hệ đại danh từ dùng như một tính từ khi đi kèm với một danh từ để xác định tính chất của danh từ. Tức là trong trường hợp thứ hai này nó dùng như là tính từ. Thì chúng ta nhớ khi mà nó dùng máy tính từ thì nó đồng tính đồng cách đồng số với danh từ đó.
Dù ở đây người ta cho cái câu đó là Phu thị sắc tô. Phu thị sắc tô Vê sa khá ma sắc sắc Phun âm mì bí quát sắc sắc Bách chô sắc ca lâm hí sắc phà ní Phành chắc mắc hà Sô phí mà ní Phát sĩ Và rạng sáng nay trăng tròn tháng vi sắc Bồ Tát tác thấy tất cả năm đại mộng. Để ở đây cái đại mộng, cái quan hệ đại danh từ ở đây đó là sắp phát, sắp ba mí. Ở đây chúng ta thấy nó chia đồng tính, đồng cách, đồng số với chữ Maha Supi Ma Mí. Câu thứ hai đó là Mama Anyo Mito Papachito Ahosi, một người bạn khác của tôi đã xuất gia. Cái chữ anh nhá ở đây nó cũng là tính từ, mà nó cũng không có xác định ha, chỉ là một người bạn khác cái gì đó chung chung vậy thôi. Thì đó là cách sử dụng của quan hệ đại danh từ, của quan hệ đại danh từ. Và ở đây là một số quan hệ đại danh từ, và sau đó chúng ta sẽ xem cái bản chia. Cái khó trong cách sử dụng quan hệ đại danh từ đó là nó sử dụng cái bản chia, mặc dù nó là đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà nó đi chung, nhưng mà nó có cái bản chia riêng của nó, cho nên mình phải học thêm cái bản chia của quan hệ đại danh từ. Vậy chúng ta xem một số quan hệ đại danh từ trước, rồi sau đó chúng ta sẽ xem bản chia. Anh nhá, khác, cái khác, anh nhá, ra, nọ, cái nọ, Apara khác nữa, cái khác nữa. Itara kia, cái kia. Upaya cả hai. Kinh ai, người nào. Nào, cái nào. Para khác, cái khác. Upa trước, cái trước. Giá ai, nào, người nào. Sắp quán, tất cả. Và ở đây là bản chia của quan hệ đại danh từ. Ở đây thì người ta chia cho mình danh từ giá là tiêu biểu, thì nữa chúng ta sẽ áp dụng cho các đại danh từ còn lại. Ví dụ như là nam tính, ở dạng nam tính thì chủ cách nó là vô, số nhiều là dê, đối cách số ít là văn, số nhiều là dê. Sử dụng cách số ít là dê má, số nhiều dê phí, dê phí. Chỉ định cách số ít đó là giác sát, số nhiều dê sang, dê sa năng. Số cách số ít là dâm ha, giác ma, số nhiều là dê phí, dê phí. Sở thuộc cách số ít là giá sát, số nhiều dê sang, dê sa năng. Định sở cách số ít đó là dâm hí giác minh, số nhiều là dê suốt. Cái dạng trung tính thì nó chỉ khác ở cách 1 và cách 2, còn cách còn lại thì giống nhau. Tức là số ít là dân, số nhiều gia ní. Đối cách số ít là dân, số nhiều là gia ní. Cách còn lại thì nó giống như nam tính. Còn mà ở đây là bản nữ tính, có chủ cách đó là gia, số nhiều là gia, gia vô. Đối cách số ít là gian, số nhiều là gia, gia vô. Sử dụng cách số ít là gia giác, số nhiều gia hí, gia hí. Chỉ định cách số ít là gia giác, số nhiều là giác tăng. Xin lỗi, gia giác, giác xa, số nhiều là gia tăng, gia xa năng. Số cách số ít là gia giác, số nhiều là gia hí, gia hí. Sở thuộc cách số ít đó là gia giác, giác xa, số nhiều là gia xăng, gia xa năng. Định sở cách số ít đó là gia văn, giác xăng, số nhiều là gia xuống. Một cái chú ý nhỏ mà chúng ta cần để ý đó là quan hệ đại danh từ thì chỉ có định sở cách, nó không có hô cách. Rồi một chú thích nhỏ đối với quan hệ đại danh từ kinh. Các quan hệ đại danh từ ở trên đều có biến cách như giác, phiên đối với kinh, chỉ được giữ nguyên ở dạng trung tính. Chúng ta để ý cái phần này quan trọng. Cách 1 hoặc cách 2 số ít, phần còn lại kinh đều đổi, được đổi thành cát, rồi có biến cách giống như giác ở cả ba tính. Tức là nó chỉ giữ được là kinh, chỉ là kinh ở trong phần trung tính ở cách 1 hoặc cách 2 mà số ít thôi, còn các trường hợp còn lại nó đều đổi thành cát.
rồi chia giống như là cái mạng giác, giống như cái mạng giác. Giờ chúng ta cố gắng nhớ các quan hệ đại danh từ này, rồi sau đó chúng ta chọn một quan hệ đại danh từ nào đó để áp dụng cho cái bản tập chia sau. Rồi đây là bản chia của quan hệ đại danh từ ở dạng nam tính. Nếu mình chia được ở dạng dạng nào thì mình sẽ chia theo dạng đó. Mình có thể chia nó dạng nam tính, nữ tính hoặc là trung tính. Ở đây thì mình có các bản để cho mình tập chia. Giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập chia ha. Cô Phương Duyên mời lớp tập chia các quan hệ đại danh từ này giúp. Dạ. Mời các Phật tử ạ. Xin mời cô Tu Nữ Dự Bảo ạ. Bạch sư, con xin chia đại danh từ bá rá là các cái khác. Rồi. Dạ. Chủ cách số ít bá rô, số nhiều bá rê. Nè. Dạ. Ở nam tính hả? Rồi rồi, được rồi. Dạ, dạ nam tính. Dạ. Đối cách số ít bá răng, số nhiều bá rê. Sử dụng cách số ít bá rê ná, số nhiều bá rê hí, bá rê phí. Chỉ định cách số ít bá rách xá, số nhiều bá rê xăng, bá rê xa năng. Xuất xứ cách số ít bá râm hà, bá rách ma, số nhiều bá rê hí, bá rê phí. Sở thuộc cách số ít bá rách xá, số nhiều bá rê xăng, bá rê sa năng. Định sở cách số ít bá râm hí, bá gia rát min, số nhiều bá rê xú. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin chia. Dạ nãy xin lỗi hồi nãy quên mở. Dạ bà sư con xin chia quan hệ đại danh từ anh nha, anh nhá, khác cái khác ở nữ tính ạ. Dạ chủ cách anh nha, số nhiều chủ cách số ít anh nha, số nhiều anh nha, anh nha vô. Đối cách số ít anh nhân, số nhiều anh nha vô. Sử dụng cách số ít anh nha giá, số nhiều anh nha hí, anh nha phí. Chỉ định cách số ít anh nha giá, anh giá xá, số nhiều anh nha xăng, anh nha xa năng. Xuất xứ cách anh nha hí, anh nha phí. Sở thuộc cách số ít anh nha giá, anh giá xá, số nhiều anh nha xăng, anh nha xa năng. Định sở cách anh nha dân, anh nha xăng, số nhiều anh nha xú. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin chia quan hệ đại danh từ ý ta rá kia cái kia ở dạng nữ tính ạ. Chủ cách số ít ý tá ra, số nhiều ý tá ra, ý tá dô. Đối cách số ít ý tá răng, số nhiều ý tá ra dô. Sử dụng cách số ít ý tá ra giá, số nhiều ý tá ra hí, ý tá ra phí. Chỉ định cách số ít ý tá ra giá, số nhiều ý tá ra xa, số ít ý tá ra giá, ý tá ra xa, số nhiều ý tá ra xăng, ý tá ra xa năng. Xuất xứ cách số ít ý tá ra giá, số nhiều ý tá ra hí, ý tá ra phí. Sở thuộc cách số ít ý tá ra giá, số nhiều ý tá ra xá,
con xin đọc lại thế này. Sở thực cách số ít, y tá ra giá, số nhiều, y tá ra xa. Số ít, y tá ra xa, số nhiều, y tá ra xăng, y tá ra xa năng. Định sở cách số ít, y tá ra răng, y tá ra xăng, số nhiều, y tá ra xú. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin chia quan hệ đại danh từ búp bá là trước, cái trước ở dạng nam tính. Chủ cách số ít, búp bô, số nhiều, búp bê. Đối cách số ít, búp băng, số nhiều, búp bê. Sử dụng cách số ít, búp bê ná, số nhiều, búp bê phí, hí, búp bê phí. Chỉ định cách số ít, búp bát xá, số nhiều, búp bê sang, búp bê sa năng. Xuất sư cách số ít, búp sam hà, búp sát ma, búp bát ma, số nhiều, búp bê hí, búp bê phí. Sở thuộc cách số ít, búp bát xá, số nhiều, búp bê sang, búp bê sa năng. Định sở cách số ít, búp bàm thí, búp bát minh, số nhiều, búp bê xú. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Ngọc Trân. Thưa sư, con đổi quan hệ đại danh từ, con đổi từ kiên, ai, người nào, nào, cái nào. Con đổi bản biến cách của kiên dạng nam tính. Chủ cách số ít, cô, số nhiều, kê. Đối cách số ít, căn, số nhiều, kê. Sử dụng cách số ít, kê ná, số nhiều, kê hí, kê phí. Chỉ định cách số ít, cách xá, số nhiều, kê xăng, kê xa năng. Xuất xứ cách số ít, kê cam hà, cách ma, số nhiều, kê hí, kê phí. Sở thuộc cách số ít, cách xá, số nhiều, kê xăng, kê xa năng. Định sở cách số ít, cam hí, cách mi, số nhiều, kê số. Thưa sư nói. Xong rồi chị. Dạ, mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư, con xin chia cái bảng biến cách của sắp bá là tất cả dạng nam tính. Chủ cách số ít là sắp bô, số nhiều là sắp bê. Đối cách số ít là sắp băng, số nhiều là sắp bê. Sử dụng cách số ít là sắp bê na, số nhiều là sắp bê hí, sắp bê phí. Chỉ định cách số ít là sắp bát xá, sắp bát xá, số nhiều là sắp bê xăng, sắp bê sa năng. Xuất xứ cách số ít là sắp bam ha, sắp bát ma, số nhiều là sắp bê hí, sắp bê phí. Sở thuộc cách số ít là sắp bát xá, số nhiều là sắp bê xăng, sắp bê sa năng. Định sở cách số ít, sắp băm hí, sắp bát min, số nhiều, sắp bê số. Nhà bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia từ búp bá là trước, cái trước. Chủ cách số ít, búp bà. Con chia theo nữ tính. Chủ cách số ít là búp bà, búp bà. Số nhiều, búp bà, búp bà vô. Đối cách số ít, búp bà. Số nhiều, búp bà, búp bà vô. Sử dụng cách số ít, búp bà giá,
số nhiều búp ba hí búp ba phí chỉ định các số ít búp ba giá búp ba xa số nhiều búp ba sang búp ba xa năng số số các số ít búp ba giá số nhiều búp ba số nhiều búp ba hí búp ba phí sở thuộc các số ít búp ba giá búp ba xa số nhiều búp ba sang búp ba xa năng định sở các số ít búp ba giang búp ba sang số nhiều búp ba xuống. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử ăn. Dạ thưa sư con xin đọc từ quan hệ đại danh từ sát bá là tất cả dạng trung tính chủ khách số ít sát băng số nhiều sát ba ní đối khách số ít sát băng số nhiều sát ba ní. Dạ thưa sư con xin hết. Mời Phật tử tiên mãn ạ. Đọc tiếp cái bản năm tính nè, cái đó mới hai cách à. Đọc cách ba gì của bản năm tính nè. Dạ, dạng trung tính chỉ có chủ cách và đối cách. Cái bắt đầu từ cách số 3 nó giống năm tính, đọc bản năm tính này cho hết. Dạ, dạ con xin đọc. Bản năm tính là chủ cách sử dụng cách. Dạ, sử dụng cách. Sử dụng cách. Sắp bê ná. Số nhiều, sắp bê hí, sắp bê bí. Chỉ định cách số ít. Sắp bát xá. Số nhiều, sắp bê xăng. Sắp bê xa năng. Sử cách số ít. Sắp tam ha sắp asma số nhiều sắp bê hí sắp bê bí sở thủ cách số ít sắp bát xá sắp bê sang số nhiều sắp bê sa năng định sở cách số ít sắp bam hí sắp bát min số nhiều sắp bê số. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ các Phật tử mình đọc xong xin mời bỏ tay xuống. Dạ thưa sư đã hết rồi. Dạ thưa sư con xin đọc. Con xin đọc từ một số người đang trên đường. Con đổi từ anh nhé té ré nọ cái nọ nha sư. Bạn nữ tính. Chủ cách số ít anh nhé té rè số nhiều anh nhé té rè vô đối cách anh nhé té rè năng anh nhé té rằng số nhiều anh nhé té rè vô sử dụng cách anh nhé té rè giá số nhiều anh nhé té rè hí anh nhé té rè phí chỉ định cách anh nhé té rè giá anh nhé té rất xe số nhiều anh nhé té xăng anh nhé té xe năng xuất xứ cách anh nhé té ra giá số nhiều anh té anh nhé té ra hí anh nhé té ra phí sở thuộc cách anh nhé té ra giá anh nhé té rất xe số nhiều anh nhé té rằng anh nhớ tê rê sê năng định sở cách anh nhớ tê rê dăng anh nhớ tê rê sân số nhiều anh nhớ tê rê sú. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư đã hết rồi. Sao bạn này còn
Tại vì là mình đã xong bài số số 8 hả? Giờ nghĩ chúng ta xem qua phần bài tập tiếp đi là đi mở thêm trang bài tập. Còn chẳng từ chỉ thấy cách nữa mà thôi. Hả? Ờ, quên chứ còn chẳng từ chỉ thấy cách nữa. Hả? À, đúng rồi, để học phần chẳng từ chỉ thấy cách luôn đi, quên. Đó. Tính hết rồi. Bài này nói vô mà chưa đọc đoạn văn trả lời câu hỏi. Ừ, còn học đoạn văn trả lời câu hỏi. Còn nhiều lắm. À, chẳng từ chỉ thấy cách. Rồi cách sử dụng trạng từ chỉ thấy cách là tiếng trạng từ có ý nghĩa mô tả tính chất của hành động hoặc gợi lên một hình ảnh nào đó cho một sự kiện xảy ra. Ví dụ như là panito usala kamangyo niso karoti, người trí làm việc thiện một cách khéo léo. Thì ở đây có yuriso là cảnh tự chỉ thật cách. Bodhisatto tapacharanang hitwa yang gama nigamesu pindaya samang chati. Vậy chữ cái việc này cái phân cái này nó một cùng nó cho nên ta dạy cái vị trí nó tí. Từ bỏ khổ hạnh, Bồ Tát đã đi vào làng và thị trấn để khất thực một cách điều đặn. Ở đây chữ Samman đi khất thực một điều đặn, chữ điều đặn là tạm từ chỉ tại cảnh. Sau đây là một vài cảnh từ tạm từ chỉ tại cảnh. Thường các trạng từ chỉ thể cách này thì vị trí của nó cũng thường nằm trước động từ. Nằm trước động từ. Ở đây mình có anupopena là cụm từ, ekadatthu là đặc biệt, tunhi là im lặng, dalahan một cách kiên cố, dukhan một cách khổ sở, yathapurang như trước, và thích chi tăng tùy ý, yoniso một cách khéo léo, rako một cách đúng đáo, saman một cách điềm đặn, dukhan một cách an lạc, sattu một cách tốt đẹp. Chữ sattu, sattu mình nói đó là nó cũng là dạng trang từ chỉ thay cách, thay cách ha. Tốt lành thay theo tốt đẹp thay gì đó. Như khi mình xài nó giống như là hay quá gì đó, phần tự chỉ thay cách. Rồi mời vậy mời lớp đọc cái phần trạng từ chỉ thay cách này tí đi. Ta cố gắng nhớ một ít các trạng từ này. Sau này mình học quyển hai lời tại sư tông an soạn thêm phần bài tập nâng cao dành cho quyển hai, mà sư cũng chỉnh lại phần từ vựng. Mỗi một bài chỉ còn lại 4 trang từ vựng. Nên đòi hỏi mình phải nhớ từ vựng vừa ở quyển 1 vừa ở từ vựng ở trong bài học này rất là nhiều thì mình mới thể dạy được bài tập nâng cao của quyển 2. Lần này mình học chỉ bài tập cơ bản, nhưng nếu lần sau mình học lại thì sẽ có thêm bài tập nâng cao giống như là quyển 1. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc phần bài tập phần tăng từ chỉ thể cách thì đi. Cô Kim mời lớp đọc bài. Mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách. Anupopena tuần tự, ekadatthu đặc biệt, tunhi im lặng, dalahan một cách kiên cố, dukhan một cách khổ sở, yathapurang như trước, giá thích chi tăng
tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, Raho một cách kín đáo, Sa Măng một cách điều đặn, Xú Khăn một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Thưa xin xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cắt ạ. À. Nước búp bê ná, tuần tự, ê cá đắc thú, đặc biệt, tuân hy, im lặng, tan hăng, một cách kiên cố, đúc khăn, một cách khổ sở, giá tha bú răng, như trước, giá thí chít tăng, tùy ý, Yoniso, một cách khéo léo, Raho, một cách kín đáo, Sa Măng một cách đều đặn, Xúc Khăn một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách ạ. Anuppena tuần tự, ê cá đá thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đan hăng một cách kiên cố, đúc khăn một cách khổ sở, giá tha bú răng như trước, giá thiết chí tăng tùy theo ý, Yoniso một cách khéo léo, Raho một cách kín đáo, Sa Măng một cách đều đặn, Xú Khăn một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Con xin hết. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thị. Anuppena là tuần tự, Ekathathu đặc biệt, Tunhi lặng, Đá La Hằng một cách kiên cố, đúc khăn một cách khổ sở, Giá Tha Phu Răng như trước, Giá Thích Chí Tăng tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, Raho một cách kín đáo, Sa Năng một cách điều đặn, Xúc Khăn một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Dạ thưa sư con xin. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách. Anu búp bê ná tuần tự, ê ké đá thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đá la hằng một cách kiên cố, đúc khăn một cách khổ sở, ché thè bú răng như trước, á thích chí tăng tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, ré hồ một cách kín đáo, ché măng một cách điều đặn, chú khăn một cách an lạc, xe thú một cách tốt đẹp. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách. Anuppena tuần tự, ê cá đá thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đan hăng một cách kiên cố, đúc thăng một cách khổ sở, giá tha bố răng như trước, giá thiết chí trăng tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, Raho một cách kín đáo, Sa Măng một cách đều đặn, Xúc Khăn một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách ạ. Anuppena tuần tự, ê cá đáp thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đan hăng một cách kiên cố, đúc khăn một cách khổ sở, giá tháp bú răng như trước, giá thích chí tăng tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, Rá Hô một cách kín đáo, Xá Măng một cách đều đặn, Xú Khăn một cách ăn lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ xin lỗi, Hà Nguyễn đọc rồi. Dạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một vài trạng từ gì hay cách. Anuppena tuần tự,
thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đá hăng một cách kiên cố, đức khăn một cách khổ sở, giá tha bố rằng như trước, giá thi chích tăng. Tùy ý, Yoniso một cách khá léo, Raho một cách tín đáo, Sa Măng một cách điều đặn, Sukha một cách an lạc, Sa Thú một cách tốt đẹp. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phật Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin phép được đọc Anupupe na tuần tự e cách tác thú đặc biệt, tuân hy im lặng, đã hăng một cách kiên cố, đúc hăng một cách khổ sở, giá tháp phú răng như trước, giá thích trí tăng tùy ý, Yoniso một cách khéo léo, Rá Hồ một cách tỉnh táo, Sát Măng một cách điều đặn, Xuất Khăn một cách an lạc, Xa Thú một cách tốt đẹp. Dạ con xin. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin học một vài trạng từ chỉ thể cách. Anupupena là tuần tự, Ekadathu là đặc biệt, Tunhi là im lặng, Đan Hăng là một cách kiên cố, Đúc Khăn là một cách khổ sở, Bách Chích Khăn là một lẻ loi, Cha Tháp Bút Răng là như trước, Cha Thiết Chát Tăng, Cha Thiết Chí Tăng là tùy ý, Yoniso là một cách khéo léo, Rác Hồ là một cách kín đáo, Xá Măng là một cách điều, Xuất Khăn là một cách an lạc, Xa Thú là một cách tốt đẹp. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư, con xin đầu ạ. Lớp nghe đây con nói hả? Alo? Nghe rồi chị. Nghe rồi chị. À, dạ vâng, thưa sư con xin đọc ạ. Anupena là tuần một, con xin đọc một vài trạng từ chỉ thể cách ạ. Anupena tuần tự ạ. Ekadathu là đặc biệt ạ. Tunhi là im lặng ạ. Đan đá lá hăng là một cách kiên cố, đúc khăn là một cách khổ sở, Giát Thá Bú Răng là như trước, Giát Thích Chi Tăng là tùy ý, Jo Ni Sô là một cách khéo léo, Gia Hô là một cách kín đáo, Xá Măng là một cách đều đặn, Xúc Khăn là một cách an lạc, Xú Khăn là một cách an lạc, Xa Thú là một cách tốt đẹp. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, đã hết rồi ạ. Dạ thưa sư, cho con xin được hỏi cái từ một cách kiên cố, thưa sư đọc lại một con cái từ đó, đọc là đá lá hăng hay là đan hăng? À đấy, con cũng không biết nhưng con thấy người ta đọc là họ đọc thôi. Chữ đó là đá hăng, đá hăng, đá lá hăng, không phải là đá lá hăng, đan hăng, đá lá hăng. Dạ đá hăng. Dạ thưa sư, cảm ơn sư. Còn ai nữa không? Dạ hết rồi ạ sư. Bây giờ thì nếu mình trả lời câu hỏi hả? Đọc trong con sẽ trả lời câu hỏi. Giờ mình có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tìm các quan hệ đại danh từ đã được sử dụng trong đồng văn. Phần này thì mình sẽ đọc đồng văn, nó sẽ tìm.
Thứ hai đó là quan hệ đại danh từ được sử dụng như thế nào. Nãy quan hệ được đại danh từ sử dụng sao? Ai nhớ không? Quan hệ đại danh từ được sử dụng sao? Các ai nắm được quan hệ đại danh từ sử dụng sao không? Sư, quan hệ đại danh từ hay bất động đại danh từ là tiếng dùng để thay thế cho các loại danh từ có tính khác không xác định. Ông cụ thể hơn đại quan hệ đại danh từ sử dụng như thế nào? Phần sử dụng là quan hệ đại danh từ dùng như một tính từ, để xác định tính chất của danh từ. Rồi gì nữa, quan hệ đại danh từ dùng như là gì? Dùng để làm gì? Quan hệ đại danh từ dùng như tính từ. Dùng để thay thế cho danh từ đúng không thưa? Và dùng để thay thế cho danh từ, nhớ ha, nó tại hai trường hợp. Thứ nhất là dùng để thay thế cho một danh từ không xác định. Rồi thứ hai đó là dùng làm tính từ của danh từ. Rồi câu số 3, chọn một trong các quan hệ đại danh từ trong bài học và tập chia theo ba tính. Câu này thì nãy mình làm rồi. Câu số 4, gạch dưới các cặn từ chỉ thể cách để đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này tí nữa mình đọc đoạn văn thì mình sẽ gạch dưới. Hãy cho biết cách sử dụng cặn từ chỉ thể cách. Cặn từ chỉ thể cách sử dụng sao? Dạ thưa sư, cặn từ chỉ thể cách là tiếng cặn từ có ý nghĩa mô tả tính chất của hành động hoặc gợi lên một hình ảnh nào đó cho một sự kiện đã xảy ra. À, đó là cặn từ chỉ thể cách. Đây cái phần này. Thì các là tiếng cặn từ có ý nghĩa mô tả tính chất của hành động. Ví dụ như là người trí làm việc, làm việc thiện một cách khéo léo gì đó, tính chất của hành động. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần đọc đoạn văn để mình tìm cặn từ chỉ thể cách với quan hệ đại danh từ. Bài số 8. Đây, đây là phần đoạn văn. Nghe đọc rồi sau đó mình tập đọc ha. Pathamang maha supinang bodhisatto tapacharanang hitwa gamanigame su pindaya samang charitwa samang cái gì tính tí ha. Samang pindaya charitwa pakatiya aharang kunci sát aru yang yatha phu rằng bất tị lập khí về xa tham mà sát sa un na mi ya pa chu chu sa ca lâm hi samma sam putha sa abhi sam putha sa po thi sát ta se quá pành ya sap pa ni maha supi na ni pa sukra he sung Pathamang maha supinang bodhisatto pasi ayang maha pathavi maha sayanang himawa papa taraja bimpu hanang ahosi so te su sayi panah ukho su
pi hát thê su hô rắc thi mê sa mụt đề hoa mô hát thô ô hi tô bái chi mê sa mụt đề đắc khi nô hát thô ô hi tô a hô si đắc khi nê sa mụt đề u phô quà đà ô hà rê ta a hê sùm tí Y đăng supin năng phù thi sắc tê na anuttarang samma sampo thình api sam uchi sa mi ti vichya na pe si Vathamang maha supin năng phù thi sắc tô tapa charanang hitwa gama nigame su saman vinaya charitwa pakateya aharang kunchi Atasa arubyang yatha purang patilabhi Vesa khama sasa unnamiya paicho sakalamhi Sama sambutasa anapi sambutasa Pothisattase wa panjasapa ni maha supina ni paturahesum Vathamang maha supinang Bodhisattva Pasi Ayam Maha Pathavi Maha Sayanang Himawa Pa Papatta Raja Bimbo Hanang Ahosi Sro Te Su Sayi Pana Ukho Su Pi Hathe Su Korathi Me Samudde Vamo Hatho Ohito Pachi Me Samudde Dakino Hatho Ohito Ahosi Đắc khi nề sâm mục đồ ốc phô bà đà ồ hi tà á hề xùn tí Y đăng xúc tít năng phù tí sát tê na phà tu Anu ta rằng Maha sama sama sam phô tình áp hi sam phú chí sa mi tí Vi chà na phê tí Rồi mày lớp dưa tay lên để em đọc bài Cô phú chí mày lớp đọc bài Thôi Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Vathamang Maha Supinang Bodhisatto Tabacharanang Hitwa Gamani Gamesu Samang Pindaya Charitwa Bhakatiya Arahang Punchi Athasa Arogyan Yathapurang Patilaphi Vesakha Masasa Punna Miya Pachu Sakalamhi Sama Sambutasa Anaphi Sambutasa Pothi Sattasewa Pancha Sappani Maha Subinani Paturahesung Vathamang Maha Subinang Bodhisattva Pasi Ayang Maha Pathavi Maha Sayanang Himawa Bapata Raja Pippo Hanang Ahosi So Te Su Sayi Pana Upfo Su Bi Hathe Su Pudathi Me Samudde Wamo Hatho Ohito Bakjime Samudde Dakino Hatho Ohito Ahosi Dakhine Samudde Upho Bada Ohita Ahe Sunti Idang Subinang Bodhisattena Anuttarang Sama Sambothin Avi Sambuddhisami Ti Vichana Besi Thư sư xin hết Em xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ.
Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Chia ra hai phần ha, một người đọc tới ba tu á hi xuân, người thứ hai đọc từ phát tham ăn ma su bên năng còn lại. Dạ, bà sư con xin đọc. Bát tha măng ma ha su pi năng. Bồ thí sát tổ tát bá cha ra năng hi tòa. Ga ma ni ga me su. Sa măng pin đà giá. Cha ti cha ri tòa. Bát ca ti ya. Ha răng un chi. Atha sa aro ghi yang. Yatha purang patti la phi ve sa kama sa sa punamiya pachucha pachusa kalamhi sama sambuddhasa ana pisang buddhasa buddhi satta sa sewa panca sabani maha subinani patu rahesung. Dạ, con xin hết ạ. Mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Bát tha mang ma ha su bi năng bồ thí sát tô bát sĩ a dằng ma ha bát tha quỳ ma ha sa gia năng hi ma hòa bát ba ta ra cha bíp bồ ha năng a hồ sĩ sô tê su sa dí ba na úp hồ su bí hát thề su bú rát thi mê sa mút đề qua mô hát thô ô ô hi nô tô ô hi tô bát chi mê sa mút đề đắc hi nô hát thô ô hi tô a hồ sĩ đắc hi nê sa mút đề úp hồ bà đà a hi tà a hề sung tí y đằng su bi năng bồ thí sát tề ná anutta rằng sam ma sam bồ thình a phích sam bút chích sa mi tí quý trà nà bề xí. Con xin hết ạ. Xin mời Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con xin phép được đọc bài phát tham măng ma ha su bi năng bồ thí sát tô ta pa cha ra năng hi tô ga ma ni ga me su sa măng pin đa ya cha ri tô pa ka ti ya a ha răng bu nji a tha sa a ro yang ya tha pu răng pa ti la pi we sa kha ma sa 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 hu nya punya miya pat patu sa kam lam pihi sama sambutasa anapi sambutasa bodhisatta swa panja sapala sapani mahasupi na nipatura hesun. Con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Bát tha măng ma ha su pi năng bồ thí sát tô bát sĩ a yang ma ha bát tha vi ma ha sa ya năng hi ma wa bát pa ta ra cha bíp bồ ha năng a hồ sĩ so tê su sa yi pa na u po su pi ha tê su purati me samde wamo hato ohito ohito pachime samde dakino hato ohito ahosi takine samude upo bada ohita ohita ahesunti idang supinang bodhi satana
Anuttarang Samma Sambodhin Avisambucci Sammiti Chana Pesi. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Bồ thí sát tổ tai ba cha ra nằng hít tòa gà ma ni gằng mề sô bình đa dạ sa nằng sa măng cha cha rít tòa ba ca ti ra a hà rằng phun chi tháp sa a rồ gằng rằng sát tha bu rằng ba ti la phi huệ sa ca ma mà sát ta bùn bùn na mi già bắc bách chu sa cu la cu lầm hi sầm mà sầm thát sa anafi sầm bút thát sa bồ thi sát sát ta sát ta sề hòa bành cha sắp bà ni ma ha sup su pi na ni ba tu ra hề sùng. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Xin xin mời ba tham mặn ma ha su pi na bồ thí sát tổ bác sĩ a dằng ma ha ba tha quỳ ma ha sa gia nằng khi ma hòa papa ta ra cha bi bồ ha nằng a hồ xí tổ tề số sa dí ba na u phu số bi ha thề số bu ra khi mề sa mu đề hòa mồ ha thổ ô hi tổ ba chi mề sa mu đề đắc khi nồ ha thổ ô hi tổ a hồ xí đắc mề tâm đề u hồ bà đà hồ hi tà a hệ sùn tí y đằng su pi nặng phô thí sát tề ná anuta rằng sama sam bồ thình a phi sam bút chí sa mi tí vi chà na bê sĩ. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lam Lê. Dạ thưa sư con xin học bài. A ta mừng ma ha su pi nặng phô thí sát tổ ta ba cha ra nặng hít tổ Gamani gamre su pindaya sama karito kariti pakatiya araham puji atasa arum yang yata urang bati lapi besa kama sasa bulami ya pacu sakalam hi pacu kasalam hi sama sambutasa anapi sambutasa purisatas sewa tanja sabani maha supinani batu rahe sung. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Bé thanh măng ma hà su bi năng bồ thí sát tổ bà sĩ a dằng ma hà bá tha quý ma hà bá tha quỳ ma hà sa gia năng hí ma hòa bát bá ta ra trà bích bồ ha năng bồ hà năng ế hồ sĩ sô tê sú xế dì bé ná u phô sú bí hát thê sú bú rát thí mê xế mút đề quà mù hát thô ô hí tô bát chi mê xế mút đề đắc kí nô hát thô ô hi tô e hồ sĩ ắc khi nề xe mút đề u phô ba đề
ohite ehe sunti idang subinang bodhisattene anuttarang samme sambodhi sambodhin samme sambodhin afisam buddhi buddhisami buddhisami ti tenebesi. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc Phá Tha Măng Mà Hà Su Pi Năng Bồ Thí Sát Tô Ta Phà Chá Răng Năng Ý Tòa Cà Mát Ni Gá Mê Su Sá Măng Pindaya Charito Akatiya Ahara Aharang Bunchi Athasa Ago Aro Yang Yatha Purang Hatilapi Vesa Kama Sasa Hunna Miya Hachuta Kal Dami Sama Sambuddhassa Anami Sambuddhassa Bodhisat Bodhisatta Seva Pancha Sapani Maha Supinami Hatura Hes. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Pathamang Maha Supinang Bodhisatto Pasi Azang Maha Pathahui Maha Sajanang Himawa Papata Raja Pippo Hanang Aho Si So Te Su Sa Di Pana Upo Su Pi Hathe Su Prathime Samudde Guamo Hato Ohito Ime Samudde Dakino Hato Ohito Aho Si Dakine Samudde Upo Para Ohita Ahe Sunti Idang Supinang Pohisate Na Anuttarang Sama Sambothin Afisam Puchit Sam Mi Tí Guizana Pe Sí. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, đã hết rồi ạ. Rồi, giờ chúng ta sẽ tìm các quan hệ đại danh từ với lại tạm từ chỉ thay cách ha. Bồ Tí Sát Tô Tóc Ba Cha Răng Năng Hít Tòa Đàm Ma Ni Găm Hề Sú. Ở đây mình có Sát Măng. Sát Măng là gì? Đồng từ chỉ thay cách hay là quan hệ đại danh từ? Trạng từ, bạch sư, là trạng từ chỉ thể cách à? Dạ, sa măng là một cách đều đặn này. Hà răng hình chi hà sa a ru yang ya tha phu răng la phật tí như trước. Như trước cũng là trạng từ chỉ thể cách ha. Vì sao khác là sắc sắc ôn ẩm dân. Rồi mình có hai trạng tỷ thì thầy cách Cô thì cách vô hàng Thì cô Sẽ chỉ Ở đây mình có chữ út pháp. Chữ út pháp thì theo cách liệt kê lúc nãy thì được chia giống như giá, nhưng theo được biết thì cũng khóa thì nó có một cái bản chia riêng của nó.
cho nên nếu sau này mình chia ủ khóa nên tìm cái bản chia riêng của ủ khóa để có gì ạ sư việc kêu thêm ở trong chấm này. Cho nên ủ khóa cũng là quan hệ đại danh từ. Dạ thưa sư, ú phô là số điếm hả sư? Ờ, nhưng mà sao ở trong trong đây thấy lệ liệt là quan hệ đại danh từ. Ồ, ú phô số là số điếm. Sắp bà ní sư? Dạ. Mình chắc sắp bà ní. Ờ, mình chắc sắp bà ní, sắp quá tất cả. Nếu lấy luôn hồi nãy là út phá giá hay là út út phá vậy? Út phá giá, dạ út phá giá. Giá số là các thứ bảy của bản chia thứ hai, số hai UFO là bản chia. Nhưng mà út phá giá nó không dịch là cả hai vậy. Có chữ sắp quá ở trong bài đó thì đó là gọi là quan hệ đại danh từ. Vậy thì mình sẽ có hai chỉ thị đại danh từ với lại hai quan hệ đại danh từ. Rồi bây giờ là mình tạm nghỉ ở đây ha, coi như mình kết thúc bài số 8 thì xong dễ sửa bài tập. Rồi xin mời cô quý vị. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính chư ân sư để dành thời gian để giảng dạy ạ. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và được đạt được nhiều thành tựu như ý nguyện ạ. Rồi bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc kinh hồi hướng phước chúng sư thiên ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên tụng kinh hồi hướng đến chư thiên buổi học hôm nay ạ. Akasatha Chapumara Dewanaga Mahitika Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu sa sa năng a ca sa tha cha bùm ma ta đê hoa na ga ma hít thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu nô ga ru a ca sa tha cha bùm ma ta đê hoa na ga ma hít thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu nhà ta vô Akasattha cha phum ma ta đề qua na ga ma hít thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu pa ni nô Akasattha cha phum ma ta đề qua na ga ma hít thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu pa ni nô Akasattha cha phum ma ta đề qua na ga ma hít thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu nô sa đa y đăng vát tô nô bồn nhân a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ca lê sa thú. Bài học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời quý vị nghỉ ạ. Con kính chân sư ạ. Rồi, mời lớp.